Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sông Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn, Ngài A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo có mất tác, xin nhờ hội Đức Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tiến hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả như bàn đồng nhau cả thảy. Sa thú lành hay. Bài hôm nay chúng ta thì đã dừng lại ở chỗ vậy thì Thánh A La Hán đã diệt trừ cái một cái phiền não thứ nhất, đó là cái tham phiền não. Dạ, tham phiền não đã được kia bằng A La Hán diệt trừ. Tham phiền não đó chỉ là cho cái sắc và cái vô sắc hay là cái hữu ái được gần như là bằng A La Hán diệt trừ xong. Thì chúng ta tiếp theo nữa là một phiền não thứ hai, đó là phiền não của ngã mạn. Phiền não ngã mạn thì chữ Pali gọi là mana ki lệ sát. Mana ki lệ sát thì mana ki lệ sát tức là gì? Là sự so đo, không phải, xin lỗi, đó là cái sự tự hào hay là sự nắm giữ năm uẩn mình cho đó là ta, cho đó là ta, tức là e tăng má má, cho đó là ta, e tăng má má. Thì cái phiền não ngã mạn này, cái chữ Bali gọi là mana đó, xuất phát từ căn man, m a n, căn man. Căn man có nghĩa là cứng hay là chống đỡ hay là hiểu biết hoặc là trồng lên, trồng lên. Bốn nghĩa vậy, thứ nhất là cứng, thứ hai là chống đỡ hay là hiểu biết hoặc là trồng lên nha. Ngã mạn là cái sự nương vào cái mình có để mà so sánh với người khác, tức là nương vào cái mình có, mình có tốt hơn hay là xấu hơn vậy không biết, nhưng mà mình nương vào cái mình có để mà so sánh với cái người khác. Một khi có sự so sánh thì cái lúc đó là mạng nó sẽ giải ra. Ví dụ người đó người nghèo hay dốt hay là xấu cái hạng vật, nhưng khi có so sánh với người khác là có ngã mạn, chứ không phải cái ngã mạn là chỉ cho cái mình tự hào, cái tự đắc, cái nghĩa là phải rồi, cái mình hơn người ta mình so sánh phải rồi, mà cái xấu mình cũng so sánh với người khác này cũng gọi là ngã mạn nữa. Thì trường hợp thứ nhất thì được gọi là tự cao, tự hào, tự đắc. Còn trường hợp thứ hai thì được gọi là tự ti, là mặc cảm này vậy. Thì tất cả cũng chỉ là ngã mạn mà thôi, tức là lấy mình mà so sánh với người, cái mình có. Có nhiều người cũng tự hào về cái thua kém mình, chứ không phải là họ không tự hào đâu. Tôi nghèo vậy đó, nhưng mà tôi sống rất là thoải mái. Tôi nghèo như vậy mà tôi không có lo âu, còn ông giàu, ông phải lo sợ, vân vân. Nó cũng cách để mà so sánh. Tôi dốt như vậy đó, nhưng mà không ai hơn được tôi. Tôi dở như vậy đó, nhưng mà ai cũng đến để tìm tôi, vân vân, phải khác như vậy. Thì cái đó là thuộc về dù so sánh cái nhỏ, cái thấp kém mình với người khác thì đều rơi vào cái ngã mạn như vậy. Cho nên cái chữ cái căn nam nó có nghĩa là chồng lên nhau, tức là phải so sánh lẫn nhau như vậy. Thì ngã mạn tức là sự nương vào cái mình có để mà so sánh với người khác. Chúng ta phải nhớ vậy, cái nào mà chúng ta có đó, có mà chúng ta so sánh với người khác là rơi vào ngã mạn.
tôi sang hơn, tôi đẹp hơn, tôi giỏi hơn, tôi thông minh hơn, tôi đa văn hơn, hay là nó là thuộc về tự cao, tự đắc, tự hào, tự kiêu, tự mãn, đúng không? Còn tôi thấp hơn, tôi xấu hơn, tôi kém hơn, tôi nghèo hơn, đúng không? Thì đó là cũng là so sánh, cũng là tham mạn, nhưng mà nó là tự ti, nó là mặc cảm, đúng không? Là cái như vậy. Cho nên tốt nhất là mình phải quan sát thôi, mình không có cần phải suy tính gì hết. Tất cả cái tốt, cái xấu do cái hạnh nghiệp của quá khứ mình đã làm, đã có mà thôi. Nó không có thì quan trọng đó. Cái quan trọng đó là trong hiện tại này mình có tạo những cái thiện nghiệp hay không, vậy thôi. Nếu muốn xinh đẹp thì hãy tu tập tâm từ, hãy muốn xinh đẹp thì đừng có sân hận. Mà sân hận thì nó dẫn tới những cái tai hại mà chúng ta cũng có những kinh nghiệm, chúng ta thấy là, nhưng mà không muốn nói ra thôi. Rồi thì cái sân hận muốn xinh đẹp thì cũng dường về những hoa, những bông hoa, đến kim tân Phật, đến bạc tháp, vân vân, bạc tháp như vậy thì nó sẽ có sắc đẹp. Nhất là cái sắc đẹp đẹp nhất vẫn cứ là áp chế được tâm sân. Có cái tâm khủng nộ khó chịu thì chấm dứt đi để trả lại cái gương mặt bình thản thoải mái, à, vậy. Cho nên cái muốn được đẹp thì làm như vậy, rồi muốn được sang thì là mình cung kính, mình bố thí, mình làm việc gì với tâm cung kính, hả vậy? Mấy tâm cung kính thì được sanh vào dòng nhỏ cao sang, mình sẽ được cao sang, thì cho cái hạnh nghiệp mình như vậy. À, muốn có nhiều tài sản thì sẽ là cái người mà năng thực hành cái pháp mà bố thí với bàn tay rộng mở như vậy. Là nếu là bố thí đầy đủ tâm tư với những cái đối tượng đáng cung kính, đáng cúng dường thì có nhiều cái tài sản. Nếu như mà mình bố thí cái tâm không cung kính cúng dường thì sau này mặc dù mình có nhiều tài sản như vậy nhưng mình sẽ ở dưới quyền lực của người khác. Có nhiều người giàu lắm, rất là giàu, nhưng mà vẫn chịu sự chi phối của người khác. Bởi sao? Bởi người đó thiếu cái tâm cung kính khi thực hành những cái pháp thiện. Cho nên nó dẫn tới một điều kiện nó là như vậy. Rồi, muốn được thông minh, muốn được thông minh, muốn được hiểu biết thì thứ nhất là tu tập thiền minh sát. Nếu tu tập thiền minh sát cho nhiều, hoặc là mình học hỏi giáo pháp được nhiều, hoặc là mình có bàn tay phóng khoáng về với giáo pháp, không có bẩn xẻo pháp. Với cái sự kiện vừa rồi chúng tôi cũng có nhiều cái suy tư về cái sự mà để lại cái giáo pháp nào vậy, mà nó cũng có nhiều cái nhìn á, thì nó sẽ không thấy có, nó không có cái tốt nào vậy. Cho nên cần nên là trong cái tất cả những cái pháp bổn xẻo pháp là tối kỵ, nó sẽ dẫn tới mà do đó chúng ta đã thấy là những cái hậu quả nó xảy ra như vậy rồi, chứ không phải không đâu, mà không phải một người nha, mà chúng ta thấy cũng nhiều người là như vậy, và cái hậu quả nó xảy ra cũng rất là không có tốt đẹp nào cả. Cho nên trong năm pháp bổn xẻo thì không nên bổn xẻo pháp dẫn tới một tai hại rất tốt. Có bàn tay rộng mở đối với giáo pháp đi, giáo pháp ngoại của mình, của Đức Phật, cái công mình học hỏi rồi mình đem truyền bá, cái điều đó được Đức Phật ngài khen ngợi. Cái người nào học hỏi giáo pháp rồi đi truyền bá giáo pháp được Đức Phật ngài khen ngợi. Còn giấu giếm thì Đức Phật ngài khiển trách. Đức Phật ngài dạy là có ba pháp cần nên mở rộng. Thứ nhất là mặt trời cần nên mở rộng để chúng sanh được sinh sống. Thứ hai, mặt trăng cần được mở rộng để cho chúng sanh được hoan hỷ, thích thú. Và thứ ba, giáo pháp của Đức Thế Tôn cần được phải mở rộng để cho chúng sanh biết cái phương án, biết được cái con đường, biết được đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là có tội, đâu là không có tội, đâu là có quả báo lớn, đâu là không có quả báo lớn, để mà thành. Như vậy thì cái điều này nó nếu muốn được thông minh, muốn được có trí, muốn được sáng suốt thì
là học hỏi giáo pháp, rồi thực hành thiền chỉ tịnh hoặc là thiền minh sát, nhất là thiền minh sát, tức là thiền quán. Thiền quán giúp cho cái trí phát triển rất là mạnh, rất là nhanh, là như vậy. Thì tất cả chỉ là cái hạnh nghiệp mà thôi, là mình muốn thì mình biết là mình sẽ tạo ra mà thôi, chứ không cần phải so sánh mình với người. Khi mà so sánh mình với người thì là dẫn tới một sự ngã mạn như vậy. Cho nên Bali lại có giải thích như sau: Seyo Masmiti, Seyo Masmiti, Adina Manya Titi Mano, tự trọng ý mình, so sánh hơn người, vân vân, là ngã mạn. Tự trọng ý mình, so sánh hơn người, vân vân, là ngã mạn. Thì bộ Thâm Má Săn Cánh Y có giải thích về cái ngã mạn như sau, ở câu số 1239, câu Bali như vậy: Tất há cách âm mô mano, ở đây thế nào là ngã mạn hay là mạn, hay là mạn? Và Seyo há masmi tí mano, kêu hãnh rằng ta hơn, đó là ngã mạn, hay là mạn? Rồi Sadiso há masmi tí, kêu hãnh rằng ta bằng, đó là ngã mạn. Và là Hino há masmi tí, kêu hãnh rằng ta thua, ta thua là ngã mạn. Thì chúng ta thấy là cái ta thua mà kêu hãnh nghe thì lạ đời, nhưng mà thật sự có đó. À, tôi già, tôi nghèo thì kệ tôi, nhưng mà chưa ai hơn được tôi đâu. Tôi nghèo mà không ai nghèo hơn tôi, thì tôi cũng hơn người ta, chẳng hay vậy. Kìa, ta thua mình cũng so sánh. Đó là cái một sự ngã mạn vậy. Có người cũng khoe khoe rằng là tôi đi dốt vậy đó, nhưng mà cái gì tôi cũng biết, hiểu vậy. Đấy cũng là một sự so sánh như vậy. Và một câu Bali giờ ta nữa tạm dịch ra như sau, tạm dịch ra như sau: là sự so đo, tính cách so đo, kiêu căng, kiêu hãnh, phóng cao, tự cao, kỳ vọng của tâm, đây được gọi là mana mạn. Câu này được trong bộ, trong cái tập mà Thâm Má Săn Cánh Y, câu số 216 cho các bạn. Tiếp theo là bốn ý nghĩa của mana, tức là nhất là trạng thái là kiêu ngạo, tức là unnati lakkhano, cái trạng thái là kiêu ngạo, dốt mà vẫn kiêu ngạo, chứ không phải thì thông minh mà kiêu ngạo đâu nha, dốt cũng kiêu ngạo lắm nè. Đi nghênh cho hai bạn là thái độ kiêu ngạo, nó trạng thái. Unnati có nghĩa là sự nổi lên hay sự nâng cao, nâng cao. Rồi thứ hai, cái phận sự là tự nâng cao, tức là sambhagaha araso, sự nâng cao, sambhagaha araso. Thành tựu là như lá cờ gặp gió, như lá cờ gặp gió. Kê tú cầm giác ta bắt chú bắt thanh á bắt thanh nộp. Kê tú cầm giác ta bắt chú bắt thanh nộp, như thành tựu như lá cờ gặp gió. Thứ tư, nhân gần là có tham không hòa hợp với tà kiến, tức là tâm tham ly tà đó, tâm tham ly tà đó, có tham không hòa hợp với tà kiến. Giống Bali gọi là đích thí viết bá vú tá, viết bá vú tá lô phá bá đất hà nô. Đó là ý nghĩa của chữ cái ngã mạn như vậy. Thì sau khi mà chúng ta biết nắm bắt qua cái tứ ý nghĩa của cái ma ná này, cái thế nào mà tâm chúng ta mà nó vươn lên phần thật, phần thật lên đó, để chúng ta hãy coi chừng, coi chừng mình đang so sánh với một cái gì đó thì coi chừng ngã mạn đang có đó. Mà ngã mạn là một pháp bất thiện, nó đi chung với tham, mặc dù nó là tham ly tà, nó không có tà kiến, nó không có nặng, nhưng mà nó cũng đủ khả năng, nếu không khéo nó cũng đủ
khả năng nó dẫn mình xuống vốn khổ cảnh. Nếu như mình ngã mạn, mình kiêu căng, mình tự hào đối với những người có ân đức hơn mình thì nó sẽ là một cái tai hại cho mình. Ví dụ như gặp một vị sa môn mà không biết ông sa môn nó là ông thánh, hoặc là trong những bộ sự chúng ta thấy là có những người mà tự hào mình là dòng dõi cao, tự hào mình là dòng bậc vương quyền, gặp những vị sa môn là bậc Phật Tổ Giác Mang Ni Bát nha, thúc voi tới rượt. Chính Bồ Tát chúng ta kiếp xưa cũng đã thúc voi rượt vị Phật Tổ Giác nha, mà tuy là ngài bừng nóng rồi ngài phải sám hối cho Phật Tổ Giác, thì trong cái kiếp này cái quả nó còn dư sót, nó trả trở lại ngài bị Đề Bà Đạt Đa thả voi na chi lý nó rượt ngài như vậy. Thế là đây tất cả cái gì đó nó cũng diễn tiến, nó gặp nhiều điều kiện nó sẵn lên. Nó từ ngã mạn này, nếu như mặc dù nó nằm trong tâm tham di tà thật, nó không có tà kiến thật, nhưng nếu như mà chạm phải những cái vị thánh, nhất là những vị thánh A La Hán, thì nó đủ khả năng dẫn xuống bốn khổ cảnh như trên, chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên chúng ta dẹp bỏ cái ta đi, quên nó đi. Cho nên càng giỏi bao nhiêu thì phải càng có cụm người trở lại, không có nhìn ra ngoài nữa, không mở rộng ra nữa, không có nhìn thấy cái bản ngã mình nữa. Trời ơi, mà chúng ta thường nói về ngã mạn, về cái bài tra liên quan đến bài học cây lúa của Ấn Độ và cổ rồi, không có nằm ở trong cái kinh điển, nhưng mà nằm cái bài này nằm bên ngoài cũng khá rất là hay. Tức là có một ông Ba Hộ, có một trưởng giả đó, có một đứa con trai lúc khoảng 7 tuổi, ông mới dẫn nó ra ruộng để xem thăm cái ruộng lúa của mình. Thì đi ngang qua một cái khu ruộng trước, khu ruộng này là chăm sóc không kỹ, cho nên cái khu ruộng đó lúa nó bị lép và những ngọn lúa nó vừa. Và đứa con trai hỏi cha là: thưa cha, cái này cái gì? Thì cha mới nói: này con, đây là cây lúa. Rồi đi qua một cái ruộng lúa đó, được chăm sóc, nước phân bón đầy đủ, nó là chất chắc. Và khi cái hạt lúa chắc như vậy, nó làm cho cái thân cây lúa cong người xuống. Đứa con trai mới hỏi rằng: thưa cha, cái này là cái gì? Người cha nói: này con, đây là cây lúa. Đứa con trai 7 tuổi thắc mắc nữa: hỏi thưa cha, hai cây lúa, tại sao cây lúa ở trước gặp nó vươn lên như vậy, nó cao lên như vậy, còn cây lúa này tại sao nó cũng là cây lúa mà nó cong người xuống, nó uốn người xuống như vậy? Cái người cha mới nói: này con, vì cây lúa kia đó, nó vươn lên cao á, bởi vì thân người nó chứa đầy những cái hạt lúa lép, cho nên nó vươn lên cao. Còn cái cây lúa này trên người nó chứa đầy những hạt lúa chắc, cho nên nó cong người xuống. Rồi cũng vậy, này con, sau này con lớn thì những gì con hơn người, con tốt đẹp hơn người, thì con phải biết uốn mình xuống, chứ đừng có vươn cao lên, đừng giống như cây lúa nó vươn cao lên mà trên người nó chứa đầy những hạt lúa lép, mà con phải như những cây lúa trên người nó đầy những hạt lúa chắc, nhưng mà nó cong người xuống, uốn người xuống. Cái này được gọi là, người Ấn Độ gọi là bài học cây lúa. Thì cái mình không có so sánh mình với người khác, và mình không có tự hào một cái điều gì hết. Cái gì mình sanh ra mình không có đâu, mà chẳng qua do cái bối cảnh, cái điều kiện mình thuận lợi, được duyên thuận lợi hơn, mình có thôi. Chứ còn ngoài ra mình không có gì hơn người ta hết, chẳng qua do cái nghiệp quả nó dẫn dắt đi mà thôi. Không nên tự hào và cũng không nên mặc cảm. Biết được cái nhược điểm mình thì làm cho nó tròn diện đầy đủ trở lại, còn vẹn trở lại. Còn biết mình có cái gì mà tốt thì phải tận dụng, không nên tự hào, không nên kiêu hãnh, vô vật là cái như vậy. Thì cái ngã mạn là tự hào, tự đắc cái gì mình cũng không có, hay là tự ti mặc cảm, nó là như vậy. Thì ngã mạn này lại có hai loại ngã mạn nha.
sau khi chúng ta biết những cái nội dung của ngã mạn nó như vậy, thì trong ngã mạn này có hai loại ngã mạn. Một là hư ngụy ngã mạn, hư ngụy ngã mạn này nó có 6 cách. Thì hư ngụy ngã mạn này cái từ chữ Pali được gọi là ajatha quá mana, ajatha quá mana là hư ngụy ngã mạn. Thì hư ngụy ngã mạn này nó có 6 cách, tức là hơn so với bằng. Mình hơn mình đi so với bằng đó là tưởng mình hay hơn người ta, nhưng mà té ra là bị hư ngụy. Mình không, mà không có hơn, không có bằng cái gì hết á, mình không có gì mà gọi là hơn hết á. Rồi hơn so với thua, hơn với thua, mình hơn mình đi thua, so sánh với cái người thua mình thì nó tệ hại vô cùng, nó không có gì, nó hư ngụy. Bằng so với hơn, mình biết mình thấp kém hơn người ta thì mình hãy nỗ lực vươn lên chứ không nên so sánh. Nên là như rồi bằng so với thua đó là hai cái. Rồi thua mà so với hơn, mình không bằng người ta mà mình cứ so bì với người ta, kèn cửa với người ta, mình không mạnh hơn con voi mà là đứng chặn đường con voi à, thì thật sự là một cái điều không có xứng đáng. Cho nên ở trong bài kinh mà sắp má a sa quá đó, Đức Tăng, tức là kinh mà nhất thiết bảo hoạt hay là tất cả các ô nhiễm đó, thì có những ô nhiễm do tánh né được đoạn trừ. Tới một con ngựa hung hăng, nói một con voi hay một con chó dữ hay một con rắn độc mà đứng tương đồng với nó để tỏ ra mà anh hùng thì quả thật là một sự điên cuồng, một người điên đúng hơn. Cho nên như vậy, cho nên có những ô nhiễm mà nên tránh né để được đoạn trừ. Thì thua không nên so sánh với hơn, thua cũng không nên so sánh với bằng. Đây sáu cách này được gọi là ngã mạn hư ngụy, và sáu cách này được trí dự lưu sát từ, rồi một loại thứ hai tức là ngã mạn như thật, cái chữ Bali gọi là gia tha quá ma ná, tức là có sự so sánh rất chính xác. Chữ gia tha quá này có nghĩa là chính xác hay là đúng. Đó là gì? Đó là bằng hơn so với hơn, hơn so với hơn, tức là về cái mặt hơn này, ví dụ là tôi hơn anh là cái này, và anh hơn tôi cái kia, anh giỏi di pháp còn tôi giỏi luật chẳng hạn vậy, tức là hơn so với hơn. Rồi bằng so với bằng, anh là tỳ khưu tôi cũng là tỳ khưu, anh học thuộc nhiều bộ kinh tôi cũng thuộc nhiều bộ kinh, vân vân, đại khái như vậy. Bằng so với bằng, thế là thua so với thua. Thì ba chi ngã mạn này rất vi tế, rất vi tế, ngay cả bậc A La Hàm cũng không thể phỏng đoán được. Bậc A La Hàm cũng biết mình là bậc A La Hàm và có thể so sánh với bậc A La Hàm khác, hoặc là bậc A La Hàm biết mình là bậc A La Hàm như thế vậy, so sánh với những người khác như thế vậy, rất là vi tế, thua so với thua như thế vậy. Thì ba chi này, ba chi ngã mạn này rất vi tế, mặc dù chính xác như vậy nhưng mà cũng vẫn được gọi là bất thiện, bởi vì nó nằm ở trong cái trạng thái là kiêu hãnh, cái vậy so sánh. Ngay cả bậc A La Hàm cũng không thể đoạn tận được, nó chỉ làm giảm sức mạnh của chúng mà thôi. Phải đến trình độ bậc A La Hán mới có thể sát từ cách hoàn toàn. Thì điều này nằm được minh họa bởi trong câu chuyện ở trong tập Sutta Nipata, tức là kinh tập phẩm thứ năm, tức là phẩm con đường đến bờ kia. Câu Bali, chữ Bali gọi là Parayana quát gá, phẩm con đường đến bờ kia. Thì cái phẩm này có ký hiệu là SN, tức là Sutta Nipata đó, SN 190. Thì trong phẩm này có nhiều cái câu hỏi, và một trong câu hỏi được trích dẫn ở đây, tức là Đức Thế Tôn ngài có trả lời cho thanh niên Thô Tát Cá.
Câu đó là câu 175, câu kệ đó là câu 75. Câu kệ đó như sau: Văn kinh chí sambaccha na sĩ hô tất ca tí phát ngôn hoạt tức tiếp tôn lời đáp lại ở này hô tất ca phàm ông rõ biết gì. Đó là hai câu kệ ngon được bà Thượng Minh Châu dịch là như vậy nha. Tiếp nào: Út thân ác hồ tí lý danh cha biết mắt chè cao thấp nghe chặn giữa e tăng quý đi toa sân hô tí lô kê sau khi được rõ biết tha mái ở đời phá qua giá ma ca sĩ tăng anh tí chớ tạo nên các ái với hữu và quy hữu ký hiệu là SN205. Cái chuyện cây ngon này được hòa thượng chích thích đâu là như thế. Bây giờ chúng ta thì sẽ tìm hiểu sao nha. Thì ngài Sariputta trong tập Chu Lá Tỳ Xá, tức là tiểu giảng giải đó, có giải thích câu cây ngon này như sao: Văn kiên trí sambaccha na sĩ, người hay biết một pháp nào. Chữ văn được chữ giá có nghĩa là cái nào, kiên trí là bài vài việc hay vài cái như vậy. Sambaccha na sĩ tức là ngôi thứ ba đó. Sambaccha na sĩ từ cái chữ sambaccha na, sambaccha là hiểu biết hay là có ý, gọi là sambaccha na, sambaccha na nghĩa là đang biết đó, gọi là đang biết đó, có nghĩa là biết rõ thông suốt mà hiểu rõ như vậy. Thì Đức Thế Tôn Pháp Giáo Hoa là cách gọi với sự tôn kính. Phô Tá Ca Tý, Phô Tá Ca Tý là cái tên gọi thanh niên Phô Tá Ca, là Đức Thế Tôn gọi thanh niên Bà La Môn ấy bằng cái tên. Thì Đức Thế Tôn biết rõ tên vị Bà La Môn ấy cùng với duyên lành đã được tích trữ ở trong quá khứ. Phật Chánh Đăng Giác, người lạ tới, bất kỳ một người nào tới, ngài không có cái trạng thái phân vân, không có trạng thái mơ hồ, không có. Và ngài biết rõ cái người này tên gì, ở tại đâu, và trong quá khứ đã tích lũy được những nghiệp gì, và trong hiện tại đang thực hành những cái pháp nào. Ngài biết rõ, không cần phải giới thiệu, ngài cũng biết rõ, không cần phải nói tên, ngài cũng biết rõ. Ngài là Phật Chánh Đẳng Giác, cả hai phương diện, dù là chế định hay là dù là chân đế, cái ngài đều thông suốt cả, ngài không hề phân vân. Trong sớ giải kinh Pháp Cú, câu chuyện về Sa Di Banh Tí Tá chẳng hạn, tiền thân là Túc Ca Tá, thanh niên Túc Ca Tá đi làm phước cũng vừa một vị tỳ khưu, nhưng mà ông chủ sướng về sự cúng dường đến chư tăng đó lại quên đi, và anh Maha Túc Ca Tá tức là đại khổ đó làm công việc tích cực để mong cúng dường được một vị tỳ khưu thôi. Thì cái phước này quá lớn đi, và chỉ có Đức Thế Tôn ngài mới thọ nhận thôi, và vua trời đến thích xuống để mà giúp cho anh chàng Maha Túc Ca Tá này nấu những cái món vật thực để cúng dường đến Đức Thế Tôn. Bởi vì Đức Thế Tôn biết rằng chỉ có Đức Thế Tôn là cái người tế độ được anh chàng Maha Túc Ca Tá là đại khổ này mà thôi. Và sau này thì chính hậu thân của đại khổ này chính là Sa Di Banh Tí Tá. Banh Tí Tá đã chứng quả A La Hán lúc 7 tuổi, sau khi xuất gia được 7 ngày, vào ngày thứ 8 là chứng quả A La Hán, rất là đặc biệt. Ở trong Sứ Giải Kinh Pháp Cú câu, chúng tôi nhớ không lầm là câu 80 như vậy. Thì khi mà thanh niên mà Maha Túc Ca Tá đi tới xỉnh thỉnh Đức Thế Tôn đó, mà Đức Thế Tôn mở hương thất ra giao cái bát cho anh Maha Túc Ca Tá. Maha Túc Ca Tá đâu đi ra, đâu dám đi trước Đức Thế Tôn để dẫn đường đâu, và anh ta ôm cái bát đi sau lưng Đức Thế Tôn như vậy. Và Đức Thế Tôn biết rằng Maha Túc Ca Tá đi tới như vậy đó để mà thỉnh ngài đi tới nhận cái bát quả thực, ngài đi thẳng tới nhà Maha Túc Ca Tá, không cần ai chỉ đề được, không cần ai chỉ được. Đây là Đức Phật Kassapa đó, nên không cần ai chỉ đường cả. Bởi sao? Vì pháp ba la mật ngài đã thực hiện ở trong quá khứ đó,
Đâu, ví dụ như Đức Thế Tôn chúng ta thực hiện pháp ba la mật ở trong 4 a tăng kỳ, 100.000 kiếp trái đất đó. Pháp ba la mật này không ai chỉ cho ngài mà tự ngài tìm ra. Cho nên là dù cho cái chế định cách nào chăng nữa, ngài cũng biết rõ mà không có ai làm cho ngài có thể bối rối được hết. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Thì cái sự mà Sambhachana đây cái là biết rõ thông suốt và hiểu rõ chẳng hạn vậy. Và là thanh niên Đức Phật ngài biết rõ cái thanh niên Thô Tát Cá chẳng hạn vậy. Là một thanh niên Bà La Môn, ngài biết rõ bằng tên, là biết rõ luôn cái duyên lành tích tử của trong quá khứ của vị này. Thì nói về cái thanh niên Bà La Môn Thô Tát Cá, thì Bà La Môn Thô Tát Cá là một trong 16 vị đại đệ tử của Bà La Môn Bao Quát Niên. Ông là tôn sư của một hội chúng gồm 1.000 đạo sĩ, tức là Thô Tát Cá này là tôn sư của 1.000 đạo sĩ, tức là ông có đồ đệ tới 1.000 người như vậy đó. Rồi ông đã đi cùng với 16 vị đại đệ tử đến 15 vị đại đệ tử của Bà La Môn Bao Quát Niên đến ý kiến Đức Thế Tôn để xác định xem Đức Thế Tôn có phải là bậc chánh đẳng giác hay không. Rồi sau khi biết Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, ông ta hỏi nghe câu kệ ngôn, tức là Đức Thế Tôn có 32 đại nhân tướng, đó là bậc chánh đẳng giác rồi. Và những câu hỏi của Bà La Môn Thô Tát Cá này và lời giải thích của Đức Thế Tôn được ghi lại trong phẩm Parayana con đường đến bậc kia, là Thô Tát Cá Ma Na Quá Út Chạc, tức là câu hỏi của thanh niên Thô Tát Cá, ký hiệu là SN194. Vào thời tiền sử của thanh niên Thô Tát Cá này là như sau, tức là vào thời thì Đức Thế Tôn Paru Muttara thì tiền thân của Thô Tát Cá này là một vị giáo sư, giáo sư có 6 chi phần, gọi là Chá Lăng Gá. Vị giáo sư có 6 chi phần, vị này có rất nhiều đệ tử, và ông cùng các đệ tử đã xây một cái cầu bắc qua con sông Phá Ghi Ra Thí để Đức Thế Tôn Bá Đúng Mô Tà Rá cùng các tỳ cô đi qua bên con sông này. Đó là theo tập sứ giải kinh tập, tức là ký hiệu là SN Athakatha 292. Và trong cái bản sứ giải này giải thích rằng sau khi nghe dứt những lời kệ ngôn giải đáp của Đức Thế Tôn thì ngài Thô Tát Cá cùng với 1.000 môn đệ của mình chứng quả a la hán như vậy. Đó là cái lý giải về cái từ gọi là Thô Tát Cá của Đức Thế Tôn là như vậy. Thì tiếp theo câu kệ ngôn nữa là Út Thanh là cao, Á Thô là thấp hơn ở phía dưới. Tí Rí Danh Cha Bí là Tí Rí Danh có nghĩa là cái bề ngang hay là ngang qua, Bắc Chê là trung bình. Thì câu kệ ngôn là Út Thanh Á Thô Tí Rí Danh Cha Bí Bắc Chê cao thấp ngang hay ở giữa. Thì trong tập này, trong phần này, ngài Sariputta ngài có thể giải thích nè. Thế nào gọi là cao, mà thế nào gọi là thấp, và thế nào được gọi là ở giữa hay là ngang trung bình, thì ngài Xá Lợi Phất ngài giải thích rằng cái vị lai là pháp bậc cao, bởi sao? Bởi vì trong hiện tại mình là như vậy đó, thì trong tương lai mình có thể là cao hơn rồi. Trong hiện tại mình có thể là phàm nhân, nhưng trong tương lai mình có thể là bậc thánh. Trong hiện tại này mình là một người thấp kém, nhưng trong tương lai mình sẽ là người cao sang nếu như mình biết tạo những thiện nghiệp. Cho nên cái vị lai là ở bậc cao. Cái bậc thấp là gì? Là quá khứ. Quá khứ là bậc thấp. Trong quá khứ là bậc thấp. Bởi sao? Bởi trong quá khứ mình làm cái gì đó, mình làm bất thiện nghiệp,
mình làm những cái điều không tốt, thì bây giờ mình sẽ nhận lấy những cái quả không xấu, không tốt lắm, những quả xấu như thế này. Trong quá khứ là bậc thấp, rồi cái phát hiện tại là bậc ngang. Thì ra trong hiện tại này chúng ta có thể tạo những cái nghiệp ngang bằng với những nghiệp ở quá khứ, hoặc là thấp hơn thì không chừng. Nhưng mà hiện tại là cái ngang này và những giữa là như vậy. Rồi, hoặc là lạc họ là pháp bậc cao. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lạc họ đó được gọi là thao bậc cao, bởi vì những cái tầng thiền hay những cái tâm thiện, tầng thiền, những cái tầng thiền thì sắc giới thì ở bậc cao đó là những tầng thiền. Không bao giờ cái tầng thiền nào mà có cái thọ khổ được hết, không có. Cho nên thọ khổ là bậc thấp, mà lạc thọ là bậc cao. Cho dù ở cõi người lạc thọ cũng là vẫn là bậc cao, mà khổ thọ vẫn là bậc thấp. Rồi xả thọ là bậc giữa, tức là bậc nghe hai mà, tức là nói về ba thọ. Thọ lạc là bậc cao, nên để mới chỉ là vậy. Chính đắc thiền hay là dù là thiền định hay là thiền quán, nó cũng phải có thọ lạc, cũng phải thọ lạc, đó là bậc cao rồi. Còn thọ ưu hay thọ khổ nó chỉ là bất thiện thôi, nó là cái thấp rồi. Còn ở trung bình nó chính là thọ xả. Như vậy thì thọ xả là ở bậc trung hay là bậc nghe như vậy. Hay nữa, cái pháp vô sắc giới, vô sắc giới là pháp ở bậc cao, pháp dục giới là bậc thấp, còn pháp mà sắc giới là bậc ngang và chừng nữa. Lại nữa, cái pháp thiện là bậc cao, bởi vì nó sẽ đưa lên những cái tầng cao cho hàng vậy. Cao nhất của pháp thiện, cao nhất đó chính là thánh đạo A La Hán, thì pháp thiện là bậc cao. Rồi pháp bất thiện là bậc thấp, pháp bất thiện là bậc thấp. Nha, cái pháp không thiện không bất thiện, tức là pháp vô ký đó, đó là bề ngang và chặng giữa như hàng vậy. Chúng ta mới thấy nè, những cái từ vậy được Đức Xá Lợi Phất giải thích rất là rõ ràng và rất là hay như vậy, mới thấy là cái trí tuệ của vị tướng quân chánh pháp là như vậy. Lại nữa, từ đầu trở lên gọi là cao, từ chân trở xuống gọi là thấp, ở từ giữa đầu và chân được gọi là bậc nghe, nghe trung. Đó là ý nghĩa cao, thấp, nghe và trung bình, đó là ý nghĩa là như vậy. Đến nay chúng ta có một cái câu kể cuối cùng. Ê tăng quý đế ta sân go tí lô kê, sau khi biết rõ được tham ái ở đời này. Ê tăng, từ chữ ê tá là điều đó, cái này. Quý đế ta là quá khứ phân từ của quý đế tí. Quý đế tí từ ngữ căn quý, có nghĩa là hiểu biết, cộng A, cộng A. Quê đi tí có nghĩa là thông hiểu, hiểu rõ. Quê đi ta có nghĩa là đã được hiểu rõ. Sanh go tí từ chữ sanh gá, tức là chữ dính điếu, cộng cho tí. Tức là sanh go tí là dính điếu, dính mắt tới. Lô cá là thế gian này. Nghĩa là ngươi đã biết pháp nó là cái dính mắt ở trong thế gian này. Cái pháp đó là cái pháp nào? Là cái pháp cao, thấp, ngang hoặc là trung bình như vậy. Người nào biết cái pháp đó là dướng mắt ở trong thế gian này, tức là ngã mạn là còn dướng mắt ở trong thế gian. Thế gian đây chỉ cho cái ngũ uẩn, thế gian đây chỉ cho ngũ uẩn. Cho nên ngã mạn là dướng mắt trong cái ngũ uẩn này. Thế gian có ba loại thế gian: thứ nhất là ngũ uẩn là thế gian, thứ hai chúng sanh là thế gian, và thứ ba pháp hành là thế gian. Pháp hành là thế gian, đây có ba loại thế gian là như vậy. Và thế gian ở đây chỉ cho ngũ uẩn là thế gian, mà ngã mạn là dính mắt với thế gian, tức là dính mắt tới ngũ uẩn này. Cho nên chỉ cần phải từ bỏ nó là như vậy. Thì cứ mọi người giải rằng này thôi, tất cả ông đã biết rằng cái pháp ngã mạn đó là dính mắt ở trong thế gian này rồi, thì cũng phải làm cho cái hiểu rõ, tức là làm cho sáng tỏ cái pháp này là cao, thấp, ngang và chẳng giữa, là pháp làm cho dính mắc trong cái thế gian này. Là đây là chỉ cho cái dục ái. Cho nên Đức Phật ngài giải tiếp câu kệ là
phá hoa giá phá hoa giá ma ca sĩ tâm hành tí chớ tạo nên các ái hữu và phi hữu. Phá hoa giá có nghĩa là từ phá hoa tức là hữu cộng với á phá hoa là không hữu tức là phi hữu, như thế vậy cộng a giá là có được. Phá hoa giá có nghĩa là có được hữu hay không phải hữu. Ái tâm ha là ái là chỉ cho sáu ái là sắc thân hương vị xúc và pháp ái. Pháp hóa là phi hữu, phi hữu đây chỉ cho cái hữu khác chứ không phải là không có hữu nha. Bất kỳ khi chúng sanh nào còn ở trong luân hồi thì phải có sự tái sanh, dù không tái sanh ở cái cõi này thì cũng tái sanh ở cõi khác. Tái sanh ở cõi này được gọi là hữu, và tái sanh ở cõi khác được gọi là phi hữu. Chứ phi hữu đây không phải là không có hữu, mà nó chỉ cho một cái sinh hữu khác. Không cần ngôn này cũng phân giải rồi, là nghĩa là đừng có tạo ra một cái tham ái dẫn đến tái sanh vào cái sinh hữu này, hay tái sanh vào cái sinh hữu khác. Nghĩa là đừng có tạo ra một nghiệp hữu dẫn tới dục hữu hay sắc hữu hay vô sắc hữu. Cái tạo ra đó là gì? Là đừng có so sánh cao thấp ngang bằng hay là ở chính giữa. Nó chính là cái ngã mạn. Ngã mạn thì dính liền với cái ái, mà đã nghe cái ái tức là nằm trong tâm tham đi, nó dính liền tới cái ái, mà đã khi dính liền tới cái ái thì tức là còn dính mắc tới cái sinh hữu. Dù rằng không phải là sinh hữu này thì cũng sanh hữu khác, tức là không được cái cảnh thì sẽ là khổ cảnh. Như vậy thì đừng có từ bỏ cái sinh hữu này đi vào một sinh hữu khác, nó là như vậy. Thì dứt nghi kệ ngôn tôn giả Thô Tá Cá ngay tại chỗ đó đã chấp tay lãnh lễ Đức Thế Tôn và tuyên bố rằng: Bạch Đấng Tiến Hóa, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con là thinh văn của ngài. Đó là về cái phiền não nghe, mà nó là như vậy. Đúng đây là chúng tôi cũng muốn giảng tiếp chứ quý vị, là cái phiền não phóng dật nha. Nhưng mà chúng tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã tới 9:10 rồi, thì chúng tôi nghĩ nè, thời gian tới đây cũng vừa khá lẽ, thì qua tuần sau chúng ta sẽ viết tới những cái phiền não phóng dật này nha, và những cái phiền não khác mà bậc A La Hán đã đoạn trừ. Thì tới giờ này thì chúng ta thấy là vượt phải lẽ phước báo có sanh lên, xin cúng dường để chư tôn đức tăng và đem lại an lành cho toàn thể chúng tử, và chúng tôi cũng không quên thời hữu quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây và chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi. Cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và cố gắng tinh tấn thực hành pháp Vipassana để mau lên trước mắt được đạo quả niết bàn, cùng đồng đều nhau cả thảy. Rồi nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quý thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử. Nương theo quả phước này, xin đem tới sự an vui cho thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ dụng quả phước này để được tái sanh về nhận cảnh, để được an vui tự tại, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng mắt được đạo quả với bạn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Kha Giác. Akasattha cha pumbatha de qua naga mahitika bunyano anumodan tu chirang rakhan tu sa sanang. Akasattha cha pumbatha de qua naga mahitika Bồn nhân nô anu mô đanh tu chi răng ra khăn tu nô gá ru. A ca sát tha cha phum ma tha đê qua na ga ma hi ti ca. Bồn nhân nô anu mô đanh tu chi răng ra khăn tu nha ta vô. A ca sát tha cha phum ma tha đê qua na ga ma hi ti ca. Bồn nhân nô anu mô đanh tu chi răng ra khăn tu ba ni nô. A ca sát tha cha phum ma tha đê qua na ga ma hi ti ca. Bồn nhân nô anu mô đanh tu chi răng ra khăn tu nô sa đa.
Y đằng qua tâm mẹ buồn nhà ngà xa phát ca già qua hằng hồ tú. Do sự phước báo buổi học pháp hôm nay, xin cho chúng con được thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.